Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Cái chiếc điện thoại mình đang có trên tay đây mà có mức giá tầm khoảng 13 triệu thì có xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra và mua nó hay là không? Đây là chiếc Samsung Galaxy S10 cộng và sau khoảng hơn một năm, cho dù bây giờ đã có S20, S20 cộng rồi nhưng sản phẩm này vẫn được các bạn quan tâm rất là nhiều. Đặc biệt là bây giờ khi mức giá của nó đã xuống tốt hơn và đây là hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam luôn nhé các bạn nhé. Mức giá thì mình tham khảo tại 7S, thế nên nếu như các bạn có nhu cầu thì tham khảo xuống phía bên dưới, click vào link cập nhật cụ thể hơn. Bây giờ hãy cùng mình quay trở lại vấn đề 13 triệu thì có nên mua S10 cộng hay là không? Đó, khi mà thêm khoảng vài triệu nữa là đã có con S20, mình nhớ không nhầm S20 thì vào khoảng 16 triệu. Quanh quanh đó thêm 3 triệu thôi thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm mới. Nhưng cái sản phẩm này có xứng đáng để mà dùng hay là không? Thì đây sẽ là những cái chia sẻ của mình một chút về cái điện thoại này để xem các bạn còn nên bỏ tiền ra hay không nhá. Đầu tiên thì hãy nói về cái phần thiết kế đi. Thì mình vẫn đánh giá thiết kế của con S10 cộng này tốt hơn so với S20 series năm nay, tức là tốt hơn cả S20, S20 cộng và S20 Ultra. Bởi cái mặt lưng của nó tạo ra cái điểm nhấn, camera nằm ngang, ba ống kính gọn gàng đẹp, camera không hề bị lồi lên quá nhiều, chỉ lồi lên có chút xíu thôi. Thế nên là nhìn mặt lưng nó gọn gàng, nó đẹp và khi đặt lên mặt bàn các kiểu như vậy thì nó rất là dễ chịu, khiến cho các bạn sử dụng cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Hay là với cái mặt trước này, thì tuy rằng là cái quả nốt ruồi bên trong màn hình Infinity O này nó hơi bị to, nhưng nó là hai camera thì nói chung là cũng phụ thuộc vào cái cảm nhận của các bạn mà thôi. Vì màn hình bên trên bên dưới thì vẫn dày hơn so với S20 năm nay, nhưng tổng thể thì nó vẫn đẹp, nó vẫn gọn. Và kết hợp với quả mặt lưng đằng sau thì mình vẫn đánh giá là thiết kế của con S10 cộng này nó vẫn ngon hơn so với S20 năm nay. Nhưng mà có một thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng các bạn sẽ cần phải lưu ý. Thứ nhất, đấy là cái phím nguồn đặt ở bên cạnh phải thì nó hơi cao và các bạn muốn sử dụng nó thì hơi với. Thứ hai nữa là cái phím Bixby này, mình không thích nó, vẫn biết là các bạn có thể gán và những cái tính năng khác được tùy chọn. Thế nhưng mà có thêm một cái phím như thế này, mình tự nhiên mình thấy cái trải nghiệm nó không hay cho lắm. Như bản thân mình thì sau một khoảng thời gian dài trước đây sử dụng thì mình vẫn hay bị bấm nhầm vào cái nút này, tưởng nó là cái nút nguồn. Và đây là một cái chi tiết nhỏ về cái mặt thiết kế mình không ưng trên S10 cộng, nhưng mà xét về vấn đề thị giác nó vẫn đẹp, mặt lưng nó vẫn cứ phải gọi là xuất sắc. Rồi, màn hình thì sao? 2K cộng 60Hz. Ở cái chi tiết này thì nếu như bạn mà thích cái kiểu màn hình 120Hz thì rõ ràng đây không phải là một sự lựa chọn quá tốt dành cho các bạn. Nhưng nếu như các bạn chỉ cần độ nét mà chấp nhận được cái màn hình 60Hz thì con màn hình này vẫn ok. Tuy nhiên thì quả nốt ruồi như thế này thì mình nói thật với các bạn là vẫn thấy không ưng mắt bằng cái đục lỗ ở giữa giống như con S20, S20 cộng và S20 Ultra. Đây là một thứ các bạn sẽ phải đánh đổi thôi, tại vì nó là cái xu hướng của năm ngoái. Năm nay thì Samsung đã thay đổi và cái này thì năm ngoái thì nó rất là ngon, nhưng năm nay thì nó không thực sự quá ngon nữa rồi và các bạn cũng sẽ phải đánh đổi cái vấn đề này. Những cái mà các bạn sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đó chính là cái hiệu năng, cái camera và cái thời lượng pin. Thì hãy nói về cái hiệu năng trước đã. Exynos 9820 và nó không ngon như 9825 của con Note 10 cộng, Note 10 hồi cuối năm ngoái khi mà Samsung ra mắt dòng Note. Nhưng 9820 vẫn ngon. Nó ngon ở một cái điều đấy là hiệu năng nó mang lại tốt dựa trên cái nhiệt độ mà các bạn phải gánh chịu. Nếu mình vẫn phải khẳng định lại một điều, nếu như các bạn mà có muốn chơi game thì Exynos chưa bao giờ là một sự lựa chọn tốt nhất. Tại vì trong tầm giá của 13 triệu như này, kể cả các bạn chơi game trên con gì nhỉ, con A71 chạy Snapdragon 730, trong nhiều tựa game như là PUBG Mobile thì có ổn định hơn, chơi Liên Quân Mobile nó còn ít nóng hơn, cảm giác nó còn thích hơn cơ. Thế nhưng mà Exynos 9820 vẫn là một con chip mạnh, sử dụng vẫn mượt mà, trơn tru cho những tác vụ các bạn sử dụng hàng ngày. Và nếu như so sánh với cả S20 năm nay dùng Exynos 990 thì con này cũng chẳng thua kém gì cả. Tại vì con kia nó nóng, throttling rất là nhiều và cái trải nghiệm sử dụng thì thực sự trong rất nhiều bài test mình đã nói rồi, nóng vẫn là một vấn đề cực kỳ đáng suy nghĩ đến. Và con này trải nghiệm thì nó cũng chẳng khác biệt gì nhau quá nhiều. Có chăng là cái màn hình 120Hz trên S20 nó sướng hơn, còn con này màn hình chỉ là 60Hz, các bạn sẽ cảm thấy nó chậm hơn mà thôi. Nhưng thực tế nó vẫn nhanh, nó vẫn mượt, nó vẫn là một cái thiết bị có hiệu năng quá ngon để giúp các bạn có thể sử dụng rất yên tâm hàng ngày. Đó, và đương nhiên nó là flagship thì cái chuyện mà cập nhật hỗ trợ thì sẽ được nhận hai bản cập nhật lớn. Hiện tại thì nó cũng đang chạy cái phiên bản One UI 2.1 dựa trên nền tảng Android 10 một cái rất mượt mà, trơn tru. Và những cái tính năng nâng cao cấp các thứ thì nó cũng tương tự hoàn toàn với cái S20 năm nay. Thế nên cũng không có điều gì để các bạn phải suy nghĩ quá nhiều là liệu S20 năm nay có những cái tính năng gì mới mẻ hơn khi so sánh với cả S10 cộng hay là không. Tương tự là như thế, anh em yên tâm nhá. Nên xét về vấn đề hiệu năng các bạn cũng không cần phải đắn đo quá nhiều.
Có chăng là ở cái camera như thế này này, nhiều người sẽ quan tâm. Mình vẫn thích cái camera trên S10 cộng ở một điều, đấy là nó có 3 tiêu cự đều là 12 megapixel và cái khả năng lấy nét của nó, bắt nét của nó rất là nhanh. Tại vì cam chính của nó có dual pixel PDAF, lấy nét rất nhanh luôn và nó bắt khoảnh khắc cực kỳ tuyệt vời. Tốc độ chụp thì khỏi phải nghĩ đi, lưu hình mọi thứ đều rất nhanh. Camera tele 2x thì chụp hình vừa ngon, xóa phông cũng rất đỉnh nữa, hay camera góc siêu rộng của nó cũng ổn. Nói chung là ba ống kính này nó phục vụ được đúng cái nhu cầu của người dùng. Đấy là ba tiêu cự chụp khác nhau, không màu mè 108 chấm, không cần 64 chấm hybrid zoom làm gì, cũng không cần quay video 8K làm gì. Nó chỉ là 4K 60fps, nhưng mà S10 cộng hồi năm ngoái vẫn là một trong những thiết bị mà mình cực kỳ thích khi mà quay vlog với nó rất là nhiều. Thậm chí cái camera selfie cũng chỉ có độ phân giải là 10 megapixel thôi, nhưng nó có autofocus, nó quay video rất ngon và nó cũng có thể quay được video 4K luôn ở camera trước. Rất ngon về mặt trải nghiệm. Mà cái hay hơn nữa các bạn biết là gì không? Thiết bị cuối cùng của nhà Sam flagship còn giữ lại cái giác cắm tai nghe 3.5mm. Điều này đồng nghĩa là gì? Cắm tai nghe vào nghe hay, cắm mic vào thu âm ngon. Ôi trời, nó lại cứ phải gọi là ok về mặt trải nghiệm các bạn ạ. Thế thì các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này? Có chăng cái vấn đề mà nhiều người sẽ còn suy nghĩ đến từ thời lượng pin? Thì pin của S10 cộng mình nghĩ cũng không phải là một vấn đề mà các bạn phải suy nghĩ quá nhiều. Tại vì dẫu sao nó vẫn có dung lượng lớn, 4.000mAh, nó có sạc nhanh, nó có sạc không dây, và nó cũng có cả sạc ngược không dây luôn. Tức là nó có đầy đủ những cái thứ ăn chơi so sánh với những chiếc mới ra gần đây. Có chăng là cái sạc nhanh của nó thì không được nhanh cho lắm, tại vì nó chỉ là 15W. Và thực sự đây là cái điều duy nhất khiến mình có phải đắn đo suy nghĩ mà thôi. Nhưng hầu như ai cũng sẽ sạc qua đêm, nên đấy cũng không phải là một vấn đề quá đáng để mà suy nghĩ đến. Có chăng cái mà người dùng suy nghĩ đó là việc tối ứng dụng chạy nền thì Samsung làm chưa quá ngon, và nếu như sử dụng cái S10 cộng này thì nó cũng sẽ chỉ đủ trong một ngày với những cái nhu cầu cơ bản mà thôi. Bạn nào mà sử dụng làm máy chính, nghe gọi nhiều, ứng dụng chạy nền nhiều, app ngân hàng các thứ, thì con này nó đốt pin chạy nền cũng hơi bị nhanh, và đó cũng là một điều mà các bạn sẽ cần phải suy nghĩ nhẹ. Còn lại thì trải nghiệm nó vẫn quá ngon về mặt trải nghiệm sử dụng hàng ngày luôn. Thế thì các bạn nghĩ sao? Cái mà mình thực sự đánh giá cao nhất trên con S10 cộng này nó vẫn đến từ cái thiết kế, cái cảm giác sử dụng hàng ngày, và cái quan trọng đấy là cái sự tối ưu của con chip Exynos 9820 thì nó vẫn ngon hơn so với Exynos 990, kể cả ở thời điểm này sau rất nhiều bản cập nhật mà Samsung đã tung ra cho những chiếc S20 chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thế thì các bạn nghĩ sao? 13 triệu một thiết bị đẹp, hoàn thiện cao cấp, màn hình ấn tượng, camera ngon, hiệu năng đủ dùng, pin tốt, có giác cắm tai nghe 3.5mm. Thì các bạn nghĩ sao? So sánh với một vài những brand Trung Quốc đúng không? Con này vẫn có cái hơn, đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy S10 cộng hiện tại mức giá vào khoảng tầm hơn 13 triệu thì có đáng mua hay là không nhá? Tham khảo cụ thể tại 7S ở phía bên dưới phần mô tả video, và đừng quên để lại comment ý kiến của bạn về chiếc điện thoại này luôn nhá. Ok, video của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. Thank you.